khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế tố cáo Facebook đồng lõa với Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Facebook ngừng đồng lõa với biện pháp kiểm duyệt của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thông cáo báo chí phát đi ngày 22 tháng 4 của Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu Facebook phải ngay lập tức thay đổi quyết định kiểm duyệt những nội dung đăng tải bị cho là chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế dẫn lại nguồn tin của Reuters loan đi vào ngày 21 tháng 4 cho biết Facebook đã bắt đầu tăng cường đáng kể việc kiểm duyệt những nội dung đăng tải. Biện pháp này được tiến hành sau khi có áp lực từ cơ quan chức năng, trong đó có việc mà tập đoàn này nghi những công ty viễn thông của nhà nước hạn chế truy cập đối với máy chủ địa phương của tập đoàn khiến Facebook không thể sử dụng trong nhiều khoảng thời gian. Theo chuyên gia William Nee, cố vấn về nhân quyền của Amnesty International thì cho biết việc cơ quan chức năng Việt Nam đàn áp thô bạo quyền tự do biểu đạt không có gì mới. Tuy nhiên, chính sách của Facebook thay đổi như thế cho thấy tập đoàn này đã đồng lõa với phía Việt Nam. Bắt giữ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm đã bị công an khởi tố bắt tạm giam. Lý do? Vì đã cấu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá tiền mua sắm thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong ngày, Bộ Công an ra thông báo về kết quả điều tra, xác định có một số sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian qua đã diễn ra tình trạng tăng giá trang thiết bị y tế, trong đó không loại trừ có sai sót trong việc mua sắm. Ông Chung còn nhấn mạnh, quan điểm rằng cần phải điều tra và xử nghiêm, không nương nhẹ bất kỳ ai. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế và các quận, huyện đã được phân bố ngân sách phải chủ động ra soát toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị y tế, bảo đảm đúng quy trình, đúng giá, không để xảy ra thất thoát hay tiêu cực. Việt Nam hậu thuẫn tin tặc thâm nhập trang mạng Trung Cộng. Nhóm tin tặc APT32 được Nhà nước Cộng sản Việt Nam hậu thuẫn đã tìm cách thâm nhập vào trang mạng của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Cộng và chính quyền thành phố Vũ Hán vào giữa khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Hãng thông tấn Reuters trích thông tin từ công ty an ninh mạng Hoa Kỳ có tên là FireEye cho biết vào hôm 22 tháng 4. Theo FireEye, APT32 đã tìm cách vào các tài khoản email của các chuyên gia và nhân viên của Bộ Quản lý Khẩn cấp cũng như chính quyền thành phố Vũ Hán để tìm kiếm thông tin dịch bệnh và các nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình. Nhóm tin tặc APT32 cũng đã từng bị các hãng an ninh mạng nước ngoài xác định là đã thực hiện các vụ tấn công, đột nhập để lấy thông tin từ các hãng công nghệ nước ngoài. Gần đây nhất là vụ APT32 tấn công vào mạng của hai hãng xe hơi BMW và Hyundai hồi tháng 12 năm ngoái. APT32 bị cáo buộc thực hiện các tấn công này để lấy thông tin về công nghệ cung cấp cho hãng VinFast là hãng xe hơi non trẻ của Việt Nam. Việt Nam theo dõi sát tình hình phức tạp ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, liên quan đến những diễn biến phức tạp hiện nay trên Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng mong muốn quyền, ích lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phải được tôn trọng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, ngày 21 tháng 4 đã lên tiếng như vậy, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề phức tạp gần đây ở lãnh hải của một số quốc gia thuộc Đông Nam Á. Bà Lê Thị Thu Hằng còn cho biết thêm rằng, Việt Nam luôn theo dõi sát tình hình ở Biển Đông. Được biết, tàu khảo sát Hải Dương 8 và nhóm tàu hộ tống của Trung Cộng đã và đang tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, gần khu vực khai thác của hãng dầu khí quốc gia Malaysia Petronas, cũng gần với vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia từ ngày 18 tháng 4. Trong ngày 21 tháng 4, hãng thông tấn Reuters cho biết Hoa Kỳ đã đưa hai chiến hạm đến Biển Đông giữa lúc Trung Cộng và Malaysia có căng thẳng và cho biết sự hiện diện của hai tàu chiến Hoa Kỳ cũng nhằm mục đích kêu gọi Trung Cộng ngừng hành động bắt nạt,
ở vùng biển đang tranh chấp. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết dân biểu Haliruda vinh danh bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương và cuộc thi Ước Mơ Việt. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, dân biểu liên bang Haliruda của Đảng Dân Chủ Địa Hạt 48 đã gửi thư để lưu hồ sơ trong Quốc hội Hoa Kỳ về việc vinh danh bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương vì những nỗ lực của bà trong việc bảo tồn di sản văn hóa của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ cùng cuộc thi Ước Mơ Việt. Và sau đây là bản dịch tiếng Việt bài vinh danh của dân biểu Ruda. Kính thưa bà Chủ tịch Hạ viện, hôm nay tôi đứng lên để công nhận bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, người đã tạo ra cuộc thi Ước Mơ Việt, một cuộc thi khuyến khích trẻ em Hoa Kỳ gốc Việt học tiếng Việt bằng những hình thức sáng tạo mới lạ. Bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương đã dành thời gian trong suốt cuộc đời để phục vụ cộng đồng của mình. Bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương là một bác sĩ nhãn khoa, làm việc tại Garden Grove, California. Bà đã dành thời gian còn lại để tham gia những sinh hoạt quan trọng trong cộng đồng. Bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương là một nhà hoạt động hăng say, đã từng lãnh đạo Liên đoàn Hướng Đạo Hướng Việt với trên 200 đoàn sinh, cùng nhóm du ca Nam Cali, là một nhóm chuyên hát nhạc cộng đồng nổi tiếng với hơn 60 thành viên. Mới đây, bà đã tổ chức cuộc thi mang tên Ước Mơ, khuyến khích trẻ em Mỹ gốc Việt học tiếng Việt qua những bài hát và những câu chuyện ngắn. Cuộc thi bắt đầu từ đầu năm 2020, đến nay đã có hơn 100 thí sinh tham dự. Dù phải đối diện với đại dịch COVID-19, cuộc thi vẫn được tiếp tục tiến hành trên mạng để đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình của những người tham gia. Với lòng hăng say, sự lãnh đạo và truyền cảm hứng như vậy, bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương xứng đáng được công nhận là một anh hùng, cả đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cũng như tất cả những ai trong chúng ta trân trọng việc bảo tồn di sản của người Mỹ gốc Việt. Tôi kêu gọi tất cả những thành viên Hạ viện cùng tôi vinh danh sự hoạt động và lãnh đạo xuất sắc của bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương. Nhật Bản cắt 100.000 nhánh tulip để ngăn chặn người dân tụ tập ngắm hoa. Hơn 100.000 nhánh bông tulip đã bị cắt bỏ bên trong khu công viên nổi tiếng tọa lạc tại thành phố Chiba của Nhật Bản, nhằm để dập tắt sự hiếu kỳ của người dân cư ngụ ở địa phương. Thông thường cứ vào dịp này hàng năm, người dân Nhật Bản lại ra công viên để ngắm hoa tulip. Tuy nhiên, vì những lệnh cấm xoay quanh đại dịch COVID-19, nên truyền thông này buộc phải dẹp bỏ trong năm nay. Công viên Sakura Furusato Hiroba suốt nhiều thập niên đã được biết đến nhờ vào cánh đồng tulip rộng hơn 7.000 m². Hoa thường nở rộ trong tháng 4, thu hút hơn 10.000 vị khách lui tới. Lễ hội tulip thường niên đã bị hủy bỏ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp vì coronavirus trên toàn cõi quốc gia. Và một bản tin về giải trí cho biết diễn viên Josh Brolin xin lỗi vì vi phạm luật cách ly. Josh Brolin, diễn viên nổi tiếng với vai Thanos trong loạt Avengers, đã xin lỗi vì đến thăm bố lúc tiểu bang California phong tỏa. Josh Brolin vào ngày 20 tháng 4 đã xóa ảnh vui chơi bên gia đình sau khi nhận hàng loạt chỉ trích vì đã vi phạm quy định phong tỏa của tiểu bang. Ba ngày trước, anh đăng ảnh cùng với vợ là Catherine Boyle và con gái 1 tuổi đến thăm bố là ông James Brolin ở Malibu. Mẹ kế của anh, ca sĩ diễn viên kỳ cựu Barbara Streisand, cũng góp mặt trong cuộc vui bên bể bơi. Từ ngày 19 tháng 3, thống đốc tiểu bang California yêu cầu 40 triệu dân không rời khỏi nhà nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Nam diễn viên đã nhận trách nhiệm, giải thích rằng gia đình bố sống gần với chỗ của anh. Lúc ban đầu anh chỉ định sang nhìn họ chứ không tiếp xúc gần như vậy. Nhưng kế hoạch đó đã chệch hướng và anh nghĩ việc làm của mình thật là vô trách nhiệm. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý vị một ngày thật bình an. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với những tin cập nhật. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.